Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Ngày hôm nay kênh mua bán xe cũ sẽ gửi tới các bạn thông tin báo giá chi tiết các dòng xe hiện đang bày bán tại ô tô Hòa Bình. Địa chỉ 112 Lê Văn Lương và địa chỉ mới là 101 Lê Văn Lương. Sau đây mình sẽ đi vào chi tiết chiếc xe của showroom hiện đang bày bán. Chiếc đầu tiên mình muốn gửi tới các bạn đó là chiếc Mazda CX-5 bản 2.0, xe sản xuất 2016, đăng ký biển thành phố. Chiếc xe đang giao bán với mức giá là dưới 665 triệu. Xe có trang bị rất nhiều các tính năng, màn hình giải trí, vô lăng tích hợp kính điều chỉnh chức năng, gương kính chỉnh điện cập điện cùng rất nhiều tính năng khác trên xe. Các bạn quan tâm thì hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình để nhận được các tư vấn hỗ trợ hay cũng như là gửi chi tiết báo giá xe qua Zalo hay Facebook. Vâng, chiếc xe tiếp theo mình muốn gửi tới các bạn đó là chiếc Nissan X-Trail. Chiếc xe này là bản 2.0 bơ miền, sản xuất 2018. Chiếc xe đang giao bán với mức giá là dưới 740 triệu. Xe có trang bị rất nhiều các tính năng an toàn trên xe và các chiều có nhiều tính năng như là hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu eco, màn hình giải trí, hai vùng điều hòa độc lập, để lộ start top cùng rất nhiều các tính năng khác. Chiếc xe rất đẹp ạ. Ngoại sơn nước, ngoại thất sơn zin cả xe. Vâng, chiếc xe tiếp theo mình muốn gửi tới các bạn đó là chiếc Mazda 2. Vâng, chiếc này cũng vừa mới về showroom đấy ạ. Xe sản xuất bản này là bản 1.5 sedan, trang bị hộp số tự động, sản xuất 2018. Giá đang giao bán với mức giá là dưới 475 triệu. Xe có trang bị camera hành trình, màn hình DVD cùng tích hợp với cả bản đồ dẫn đường, vô lăng tích hợp với điều chỉnh chức năng đầy đủ. Các bạn quan tâm thì hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình. Vâng, chiếc tiếp theo mình muốn gửi tới các bạn đó là chiếc Toyota Corolla Altis, xe bản 2.0V, trang bị hộp số tự động, lắp ráp trong nước, xe sản xuất 2011. Vâng, chiếc xe này được showroom vừa mới về thôi. Giá là giao bán với mức giá là dưới 475. Có trang bị màn hình camera lùi, một dàn lốp Michelin. Xe đã dán kính màu rồi. Chiếc xe rất đẹp. Các bạn quan tâm thì hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình để nhận được các hỗ trợ tốt nhất như báo giá xe ưu đãi từ cửa hàng. Đường chiếc tiếp theo mình muốn gửi tới các bạn một chiếc xe siêu độc, đó là chiếc Kia K7, xe đăng ký biển thành phố, vừa lấy lại biển rồi ạ. Biển rất đẹp ạ, 51222. Chiếc xe là bản 2.4, trang bị hộp số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc, có màu đen, lốp thất đen. Chiếc xe sản xuất 2010, giá với bán với dưới 555 triệu. Có trang bị camera trước sau, đèn bi kết hợp với đèn halogen, mâm đúc hợp kim. Chiếc xe rất đẹp ạ. Các bạn quan tâm thì hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình để nhận được các giải đáp cũng như là các thông tin chi tiết đầy đủ về chiếc xe, hỗ trợ các bạn một cách tốt nhất. Vâng, chiếc tiếp theo mình muốn gửi tới các bạn đó là chiếc Toyota Camry, xe là bản 3.5Q, sản xuất 2008, đã đăng ký biển thành phố rồi ạ. Biển này chiếc xe đã lấy lại biển rồi ạ. Xe có trang bị camera lùi, cảm biến lùi, màn hình giải trí cùng rất nhiều các tính năng khác trên xe. Giá chiếc xe đang giao bán với mức giá là dưới 450 triệu. Chiếc xe còn rất đẹp, chủ xe khá giữ gìn, mặc dù có tuổi đời hơn 12 năm rồi nhưng mà vẫn được rất được nhiều người quan tâm, nhất là các bác lớn tuổi. Vâng, thì các bạn quan tâm thì hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình để nhận được các tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Và phía bên trong đây thì đây là chiếc mẹt,
thì do khách gửi của showroom mình không thể báo giá được. Còn tiến về bên dưới chiếc mẹt, dưới chiếc mẹt này thì ta có hai chiếc Mitsu Pajero Sport. Chiếc xe còn rất đẹp và long lanh, có màu đen với chất kem. Đây là bản máy dầu một cầu số sàn, xe đăng ký biển thành phố, sản xuất 2016. Giá hiện đang giao bán với mức giá là dưới 550 triệu. Trang bị bệ cứng mà rất nhiều các tính năng khác. Và ngay bên dưới đây đó là chiếc Toyota Innova bản G, sản xuất 2009. Giá hiện đang giao bán với mức giá là dưới 315 triệu. Chiếc xe 7 chỗ có nội thất, có ngoại thất màu bạc, nội thất là màu kem. Các bạn quan tâm thì hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình. Và ngay bên dưới đây thì cũng rất nhiều xe vừa mới về nên mình chưa cập nhật giá cho các bạn được. Bên trên này có chiếc CX5 bản 2 cầu 2.5 đăng ký biển thành phố, thì mình hẹn sẽ gửi các bạn clip gần nhất trong thời gian tới. Vâng, chiếc xe tiếp theo mình muốn giới thiệu tới các bạn đó là chiếc Toyota Corolla Altis bản 1.8G. Chiếc xe là bản số tự động. Giá hiện đang giao bán với mức giá là dưới 570 triệu. Chiếc xe sản xuất 2015. Xe rất đẹp ạ. Ngoại thất nội thất zin. Các chi tiết xe còn rất là hoàn hảo. Qua được. Xe rất đẹp. Vâng, ngay phía bên trong đây người ta có ngay chiếc Honda Civic xe bản 1.8 AT, sản xuất 2010. Giá hiện đang giao bán với mức giá là dưới 330 triệu. Xe có màu xám bạc, nội thất kem. Có trang bị rất nhiều tính năng như vô lăng bọc da, tích hợp phím điều chỉnh chức năng, điều hòa tự động, rất nhiều các tính năng khác. Xe đăng ký biển thành phố. Giá hiện đang giao bán với mức giá dưới 330 triệu. Có giảm nhiệt tình cho các bạn khi liên hệ trực tiếp hotline. Vâng, vừa rồi mình đã gửi tới các bạn thông tin chi tiết báo giá những mẫu xe đang bày bán tại ô tô Hòa Bình, địa chỉ 112 Lê Văn Lương, và có một địa chỉ nữa đó là 101 Lê Văn Lương. Thì các bạn quan tâm thì hãy liên hệ hoặc là có thể là comment bên dưới thì mình sẽ gửi thông tin chi tiết chiếc xe mà các bạn cần. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Rất mong nhận được sự quan tâm của các bạn bằng cách là chia sẻ bài viết và đăng ký kênh. Các bạn có thể tìm xe những mẫu xe cập nhật mới nhất tại otosehoi.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.